ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cấu hình cặp loa nổi tiếng đến từ Nhật Bản với cặp loa Suntory Modern SPG300G, được thiết kế hai bát súp 32 kết hợp với kèn găng siêu khủng. Trên cặp loa này có cấu hình tương tự như trên cặp loa JBL4344, và đây cũng là bản hợp tác của hãng loa Suntory và hãng loa JBL dựa trên nền tảng của model gốc JBL L150. Chúng ta sẽ thấy được rằng trên cặp loa Suntory Modern SPG300G sẽ có cấu hình khác biệt và mang lại chất âm và đẳng cấp của giới sành chơi và sành nghe nhất khi thưởng thức audio trên Modern Suntory SPG300G, phiên bản giới hạn của hãng, khá là hiếm ở thị trường trong nước. Được trang bị phần thùng gỗ nặng kể cả dưới đáy, chúng ta có thể thấy được rằng nó còn đang mới như cui thùng. Có thể nói rằng những cặp loa rất là hiếm gặp mà có thể mua được những cặp loa bãi mới như cặp loa Suntory SPG300G trước máy quay. Sở hữu phần thùng gỗ nặng cao tới 1m trên cặp loa này, thậu sâu 41cm, chiều ngang tới 46. Chúng ta thấy rằng nó sở hữu kích thước cực kỳ là tuyệt vời. Tôi chụp này, quan sát này, tôi sẽ review cho quý vị tham khảo phần nội thất. Ngang 46 khá là hợp với những không gian phòng khách lớn, sâu 41, cao 1m, xích xoát 1m, sở hữu công suất ở ngưỡng 600W trên trở kháng 8 ohm và độ nhạy cao tới gần 100dB ở mức nhỏ nhất. Phong cách chơi đa thể loại nhạc trên cặp loa siêu khủng này, chúng ta thấy được rằng với cấu hình của hai quả bát súp đường kính 32cm tương tự như trên JBL đó, chúng ta nhìn cái xương của nó thì nó có cấu hình tương tự, như bởi vì đây nó là bản nâng cấp của hãng JBL và hãng Suntory. Với bát súp 32 cho mỗi một quả bát và đường kính từ lớn tới 18 phân, xương đúc sở hữu gân cao su. Đây là 4 quả bát súp 32, ống hơi hình chữ nhật về phía dưới chân mang lại cho giải trầm cực mạnh. Nó mạnh hơn rất là nhiều đại đa số những cặp loa bát 40, bởi vì chúng ta thấy rằng hai bát súp 32 thì nó sẽ tương ứng với khoảng tầm bát 60 rồi. Bởi vậy nó sẽ rất mạnh mẽ. Từ 18. Đó, quý vị hay hỏi từ và côn thì tàu khựa thì từ 20 thì bát 30 thì đã thấy là to rồi, và hàng của Nhật thì nó là công suất thực và cấu hình thực, nó không bị cấu hình ảo, bởi vậy chúng ta sẽ thấy được uy lực của nó rất là mạnh mẽ. Đây là một quả kèn găng tương tự như trên JBL4344 và chớp điều hướng, chúng ta nhìn thấy làn chớp điều hướng được xi vàng bản giới hạn. Đó, quý vị nhìn nắp nánh này, nó rất là đẹp và sang trọng. Đó, đây là những thiết bị audio cao cấp nhất trên giới audio toàn quốc cũng như là các quốc gia phát triển trên thế giới. Kèn của nó sở hữu nguyên củ từ lớn tới khoảng 16cm và nó dày tới gần 10cm. Ống của nó bằng gang, đây là ống họng kèn bằng gang. Quý vị sẽ thấy những ống của nó rất là đẹp. Đó, bê quả kèn này lặng trịch luôn. Quý vị thấy quả kèn của nó phê không ạ? Rất là đẹp. Kèn này thì quý vị miễn bàn luận về trung âm cũng như chét rồi, nó quá nổi tiếng rồi, như JBL4344 rồi. Phân tần của nó trang bị volume điều chỉnh ngay phía mặt trước, và chúng ta cùng quan sát này. Đây, tôi đã tháo sẵn phần nội thất, quý vị cùng ngắm nhìn. Đó, tôi sẽ nhấc quả bát này xuống này, ngón tay vào đây. Bát của nó rất là nặng ạ. Đó, quả bát súp này, quý vị nhìn quả bát phê không? Ok, và chúng ta cùng ngắm nhìn phần nội thất. Tại sao nó lại là bản hợp tác của JBL và Suntory thì quý vị phải biết rằng chất của nó như thế nào khi mà hai hãng mang tiếng được hợp tác với nhau, chẳng nhẽ lại không ra hồn. Đó, đây là bảng phân tần của nó rất là khủng, to như là một quyển sách học sinh loại lớn. Đó, biến áp này, chạy luôn biến thế luôn này. Quý vị chờ trong giây lát này, tôi sẽ gạt cái bông này sang một bên, trong nó còn mới tinh. Đó, quý vị nhìn biến thế chưa? Chạy hai cái biến thế này, hai con tụ dầu này. Quý vị thấy rằng phân tần nó chạy tụ dầu này thì đẳng cấp bậc nhất audio rồi. Những dòng kèn chống, các dòng kèn gang lớn thì chơi có tụ dầu, và biến thế này thì quý vị biết rằng nó là chất âm của nó là hàng đầu trên giới audio rồi. Hai tụ dầu, hai biến áp. Quý vị thấy bảng phân tần của nó kinh không ạ? Đây, tụ dầu này, khủng chưa? Quý vị ngắm đi ạ. Bảo sao nó hay, hay hay không thì cấu hình của nó phải gấu, phải như thế này thì mới hay được. Kèn này, quý vị nhìn lại kèn lần nữa này, phù này, phê không ạ? Đó, bảng chỉnh phân tần của nó là mặt trước này. 4 quả bát 32 mới như khui thùng, còn đang thơm phức này. Đây là cặp loa tôi có thể nói với quý vị rằng nó còn đang mới, khá là khó tìm kiếm để mua được những cặp loa như thế này.
tất cả từ dưới đít của nó cũng còn đang là mới. Tôi gọi là dưới đít cho nó vui vui, còn dưới đáy còn đang là mới tinh luôn ạ. Chảy xước cũng không thấy luôn ạ. Đó, quý vị thấy đẳng cấp chưa? Giá trị đích thực muôn thuở với những siêu phẩm loa như thế này. Mặc dù trong phân khúc tầm giá cặp loa này nó có uy lực mạnh gấp nhiều lần cặp Bose 601 Series 3, nhưng tầm tiền thì còn đang rẻ hơn cặp Bose 601 Series 3 vài triệu. Nhưng tôi khẳng định với quý vị rằng kèn gang như thế này không đùa được đâu ạ. Bốt không có cửa mà so với trung âm và chét đâu. Còn 4 quả bát súp 32 này thì quý vị thấy rằng nó phải chấp bao nhiêu cặp bốt 601 lại thì mới so đọ được nó. Tiếng trầm của nó sâu thẳm và nó rất là mạnh mẽ cho những không gian lớn một vài trăm mét vuông với FPG 300 gold là chuyện nhỏ. Chúng ta sẽ thấy được giá trị đích thực của cặp loa này. Và quý vị cùng thưởng thức tiếp theo. Trong giây lát thì tôi sẽ thao tác nắp lại cặp loa này để quý vị cùng chiêm ngưỡng dung nhan của siêu phẩm Sơn Sui SPG 300 gold đến từ Nhật Bản do JBN và Sơn Sui hợp tác sản xuất. Quý vị sẽ thấy được giá trị đích thực mà cặp loa này sở hữu, mang lại chất âm của giới sành nghe và sành chơi nhất khi thưởng thức audio. Mời anh em cùng quan sát và cùng ngắm nhìn. Trong giây lát thì quý vị sẽ chờ trong giây lát và tôi sẽ review và sẽ nắp lại nguyên hiện trạng của cặp loa để chúng ta cùng thấy được giá trị đích thực và chúng ta cùng lưu lưu thưởng thức giai điệu nhạc quen thuộc. We'll be right back.
vậy trong giây lát thì tôi đã thao tác và đã lắp lại nguyên bản của cặp loa Sunsui Modern SPG300G. Bản giới hạn của hãng được hợp tác với hãng JBL. Chúng ta cùng ngắm nhìn với cấu hình của siêu phẩm này, quý vị sẽ thấy được giá trị đích thực. Chiếc máy quay là cặp loa Sunsui SPG300G. Nguyên bản còn đang mới long lanh, khá là hiếm khi mới được chiêm ngưỡng và trải nghiệm những cặp loa mới và đẹp như thế này. Với chiều cao lên tới xích xoát 1m, ngang 46 và sâu 40, trọng lượng còn nặng khoảng gần 100kg. Cùng gỗ nạng còn đang mới long lanh, dù một vết trầy xước cũng có thể nói rằng khó tìm trên cặp loa này. Quý vị thấy rằng nó sẽ rất là đẹp ạ. Đó, chúng ta cùng ngắm nhìn. Tôi zoom lại cái máy một chút. Với hai quả bát siêu trầm đường kính 32cm, quả giới là chuyên cho giải trầm sâu, ống hơi theo cơ chế của súp hầm. Đó, quý vị vừa quan sát phần nội thất rồi. Đó, hai bát 32x18 gân cao su mang lại cho giải trầm vô địch, mạnh hơn đại đa số những cặp loa bát 40 được cho rằng mạnh nhất trên thị trường. Bởi vì hai quả bát này chúng ta thấy rằng nó tới tương ứng với 60 rồi. Kèn gang và chớp phân âm tương tự như JBL 4344 MK2 ở ngưỡng trên 100 triệu đồng thì chúng ta cũng thấy được trên SPG300G được trang bị tương tự. Điều chỉnh phân tần. Đó, chúng ta thấy điều chỉnh của nó là về phía mặt trước này, quý vị có thể tùy chỉnh trên phân tần. Và chúng ta cùng ngắm nhìn phía sau lưng của cặp loa này. Sau lưng của nó cũng còn đang là mới tinh luôn ạ. Đó, quý vị ngắm nhìn sau lưng này đẹp không ạ? Tôi chưa phủi hết bụi luôn, quý vị quan sát này, nó còn nguyên bụi này. Chút bụi này, đó. Tem cờ của nó còn đang là sáng quắc luôn, Sunsui SPG300. Đó, tích hợp các chế độ đánh riêng giải này. Đây là những chế độ đánh riêng này, giải trầm này, đánh riêng cho giải trung âm và giải check này. Đây các cầu lối. Quý vị có thể chơi tách giải, chơi bi quay. Đến tập loa Sunsui SPG300G. Phía sau của nó nguyên một tấm gỗ nạng lớn mà được bắt ốc rời. Chúng ta có thể tháo nguyên cả tấm phía sau lưng. Sơ bộ quý vị có thể thấy được rằng đây là một trong những siêu phẩm loa bản hợp tác của Sunsui và JBL, hai hãng loa nổi tiếng trên toàn cầu phối hợp thực hiện những siêu phẩm loa bản nâng cấp dựa trên nền tảng của JBL là 150, chơi một bát 30 thật và một bát 30 cộng hưởng. Với SPG300G chơi hai bát thật, bởi vậy uy lực của nó là mạnh vô địch. Quý vị thấy sang trọng và đẳng cấp không ạ? Hoàn toàn là dư thừa với cấu hình này. Có lẽ chúng ta đã thấy rõ là câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định còn rất là nhiều những thiết bị audio nữa mà tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị cùng tham khảo và cùng trải nghiệm. Xin chân thành cảm ơn. Mời quý vị theo dõi những đoạn clip tiếp theo và chúng ta sẽ có sự lựa chọn cho mình những thiết bị audio cao cấp nhất trên giới audio. Xin chân thành cảm ơn.